Ai có thể ngờ rằng, quy trình sửa chữa tưởng chừng đơn giản này lại gặp phải một loạt các vấn đề và khó khăn. Những người thợ Pakistan đã gặp phải những thách thức khó lường, khiến toàn bộ quá trình sửa chữa trở nên vô cùng dề dà. Để thay thế ổ đỡ của chiếc máy nghiền kiểu hàn kẹp này, lần này họ thực sự đã chút hết vốn liếng. Đầu tiên họ sử dụng tơ điện để nâng chiếc máy nghiền vừa to vừa nặng lên, đảm bảo an toàn và ổn định trong khu vực làm việc. Sau đó, sử dụng búa phá máy nghiền để trợ giúp những người thợ căn chỉnh chính xác chiếc búa tới bánh xe. Sau đó bắt đầu đập. Dưới những cú đập của chiếc búa, toàn bộ khu vực làm việc tràn ngập tiếng đập chói tai. Mọi tác động đều cần sự điều chỉnh chính xác của người thợ để đảm bảo lực tác động đến đúng vị trí. Sau nhiều lần điều chỉnh và đập vào, cuối cùng họ đã tạo ra một bước đột phá. Bánh đai đang bắt đầu nới lỏng một chút. Họ lại tiếp tục tập trung sức lực, tác động vào những phần quan trọng nhất. Cuối cùng một tiếng động lớn vang lên, bánh đai rời ra khỏi máy nghiền. Nhưng việc tháo bánh đai không hề đơn giản như vậy, bởi vì không có nơi để buộc dây chuyền. Vì vậy bây giờ họ vẫn cần hàn một cái móc treo. Sau khi hàn xong, họ lại sử dụng tơ điện để nâng máy nghiền, chuẩn bị cho bước tháo dỡ tiếp theo. Họ sử dụng tiếp chiếc búa nghiền của máy xúc, căn chỉnh bánh đai một cách kiên nhẫn và chính xác, bắt đầu tiến hành đập chúng. Cần chú tâm vào kiểm soát sức mạnh, họ cẩn thận từng chút một, điều chỉnh tần số tác động và lực của búa nghiền, để tránh làm hỏng bánh đai và máy nghiền, gây nên những thiệt hại không đáng có. Tiến độ có vẻ thuận lợi, những người thợ nhìn bánh đai dần dần nới lỏng. Tuy nhiên lúc này mối hàn đột ngột bị đứt, trường hợp đột ngột này khiến cả công trường trở nên căng thẳng. Mặc dù gặp phải sự cố này nhưng họ không hề nản lòng. Họ sẽ đúc rút được bài học kinh nghiệm, hàn nối để cố định lại mối treo. Sau khi hàn lại mối, họ tiếp tục nâng máy nghiền và đập tiếp bằng búa nghiền của máy xúc. Lần này những người thợ đã rút kinh nghiệm từ lần trước, họ không còn mạo hiểm đứng cạnh bánh đai nữa. Chiếc búa nhắm chuẩn chiếc bánh đai, khu vực làm việc liên tục vang lên tiếng búa đập. Sau vài cú đập nhịp nhàng, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc hạnh phúc, chiếc bánh đai đã thành công thoát khỏi chiếc máy nghiền, từ từ tuột ra. Họ liền thở phào nhẹ nhõm, công việc phá dỡ này cuối cùng đã hoàn thành. Tiếp tục quá trình tháo vòng trong ổ trục, họ lại đối mặt với những thách thức mới. Đầu tiên họ tháo đai ốc khóa ổ đỡ trục, chuẩn bị tháo vòng trong của ổ trục. Sau đó hai người thợ cùng nhau hợp sức, đồng thời dùng búa gõ vào vòng trong của ổ trục, loại bỏ nó ra khỏi chiếc máy. Lúc đầu quá trình diễn ra khá tốt, tuy nhiên khi tháo vòng trong của ổ trục ở phía bên kia, họ lại gặp phải khó khăn. Sau nhiều lần đánh đập, thậm chí còn đục thêm một cái lỗ ở vòng trong của ổ trục. Nhưng vòng trong của ổ trục vẫn bất động, khi phải đối mặt với các vòng trong ổ trục khó tháo. Những người thợ đã đưa ra quyết định, họ quyết định cắt trực tiếp ổ đỡ trục bằng máy cắt. Khi nhiệt độ tăng, khiến vòng trong của ổ trục bị nung nóng bằng lửa ở nhiệt độ cao, dần dần xuất hiện hiện tượng phát sáng và tan chảy. Tuy nhiên do nhiệt độ quá cao, lượng dầu còn lại trong vòng trong của ổ trục đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa lan nhanh dữ dội. Anh ấy cảm nhận được sự nguy hiểm của ngọn lửa, suýt chút nữa bị tia lửa bắn trúng người. May mà anh ấy phản ứng nhanh nhạy nên đã kịp thời tránh được sự cố bất ngờ này. Trong sự đan xen giữa tia lửa và quả cầu lửa, người thợ vẫn kiên trì tiếp tục công việc. Anh ấy đã sử dụng thiết bị cắt hơi để cắt chính xác hai lỗ, sau đó dùng búa đục để đục vòng trong của ổ đỡ, chia nó làm đôi. Khi vòng trong của ổ trục được chia thành hai nửa, họ lại phải đối mặt với một thách thức khác. Tách một nửa ổ trục bên trong được gắn trên trục lệch tâm ra, họ cẩn thận đục vòng trong của ổ trục, bóc từng chút một lớp bám dính, cho đến khi thành công khiến một nửa vòng trong ổ đỡ bị văng ra khỏi trục lệch tâm. Sau khi loại bỏ thành công vòng trong ổ trục, họ mang đến chi tiết để lắp ổ đỡ mới. Họ lại sử dụng tơ điện để thực hiện, bắt đầu lắp đặt ổ đỡ. Chiếc ổ đỡ đầu tiên được lắp đặt rất suôn sẻ, dễ dàng đặt nó vào đúng vị trí. Tuy nhiên khi lắp ổ đỡ thứ hai, họ lại gặp phải một số vấn đề. Có lẽ vị trí của ổ trục chưa được chính xác, cần cái búa đập nhẹ vài cái mới có thể khiến nó lắp vào thuận lợi. Điều này không có gì lạ, nhưng cũng không có gì to tát. Những người thợ có kinh nghiệm ứng biến, họ cẩn thận điều chỉnh vị trí của ổ trục, sau đó dùng búa đập nhẹ để nó từ từ ổn định vào vị trí. Sau khi lắp đặt xong ổ trục, họ tiếp tục tiến hành bước cuối cùng, siết chặt đai ốc khóa ổ đỡ. Sau khi trải qua những nỗ lực cũng như một vài vấn đề nhỏ, công việc lắp đặt ổ trục cuối cùng đã hoàn thành, công việc sửa chữa cũng sắp hoàn thành. Những người thợ thủ công bắt đầu lắp bánh đai và bánh xe đối trọng. Đầu tiên họ đặt bánh đai và bánh xe đối trọng, gắn chính xác trên trục lệch tâm, để đảm bảo vị trí chính xác.
Kế tiếp, để gõ bánh đai và bánh xe đối trọng trở lại vị trí ban đầu, họ lại sử dụng tời điện một lần nữa, cẩn thận treo búa tạ vào. Họ làm giống như gõ chuông, đưa hai thứ ấy trở lại vị trí ban đầu. Những người thợ có sức mạnh ổn định và vững chắc, họ điều chỉnh cẩn thận cường độ và tần suất gõ để đảm bảo bánh đai và bánh xe đối trọng được lắp đúng trên trục lệch tâm. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ vừa rồi, anh ấy liền vặn lại đai ốc khóa để khóa chặt và cố định chúng. Cuối cùng, công việc bảo trì chiếc máy nghiền kiểu kẹp hàn này đã hoàn thành thuận lợi. Những người thợ tự hào về những nỗ lực chăm chỉ của mình. Họ đã sửa chữa thành công chiếc máy nghiền và đưa nó trở lại hoạt động bình thường.